Ayo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hậu Cảo nha. Ngày hôm nay quyết định là đi bẫy rắn cho anh em xem. Từ lâu anh em, ít khi bẫy rắn quá. Tại vì mấy hôm trước là mình cũng lười và bẫy kiểu thì chả được anh em ạ. Ngày hôm nay quyết định là sẽ đi thăm bẫy rắn cho tất cả anh em cùng xem nha. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua ủng hộ kênh Hậu Cảo TV của mình. Các bạn là yêu quý mình thì các bạn nhớ comment ở phía bên dưới cho mình biết này. Cứ comment bừa bất cứ một cái gì đời anh em ạ. Và có thể bấm like nhá anh em nhá. Ai mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký nha. Giúp mình đạt 2 triệu sub trong thời gian sắp tới anh em ạ. Hy vọng cái thời gian mà đặt khoảng tầm 2 triệu sub ấy thì nó sẽ vào khoảng tầm Tết. Đấy là ước nguyện của mình sẽ được như vậy. Nhưng mà mình chắc là cũng không được đâu. Tại vì mình làm cả 1 năm rồi đấy. Cái lượng lượt đăng ký rất là ít đấy anh em ạ. Thôi không sao hết. Các bạn cứ yêu quý mình thì mình sẽ tiếp tục làm YouTube cho các bạn xem nha. Ok anh em. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi bắt rắn anh em ạ. Cho nó trước anh em ạ. Ok anh em nha. Đi thôi. Và nhiều các bạn cũng bảo anh Hậu ơi, anh nhuộm lại tóc đi. Nhưng mà thực sự với anh em nhá, chắc là khoảng tầm 1-2 tuần nữa thì mình mới nhuộm được cái tóc đấy anh em ạ. Hiện tại nó vẫn còn chân trắng anh em này. Lúc đấy thì mình sẽ quay video nhuộm tóc cho em xem nhá. Tự mình mua thuốc về nhuộm anh em ạ. Trước là mình cái đầu này cũng nhuộm đấy anh em. Ngày xưa thì hay ra quán mất khá là nhiều tiền. Nhưng mà từ khi biết cái loại thuốc nhuộm ấy, mình nhuộm lên thì mất rẻ lắm. Không đến tầm 100 nghìn đâu. Tới ngày hôm nay chính xác là cũng mất 4 ngày đấy anh em. Ngày hôm nay ra đây kiểm tra anh em nhá. Được thì được, không được thì thôi. Nhưng mà mình khẳng định ở bên đây rất nhiều rắn anh em ạ. Hôm trước thì ra cái góc này bẫy rắn hổ ma anh em này. Thì dính một con góc này, còn một con ở góc này. Đó thì mình quay trực tiếp cho em xem là rắn nó chui đầu vào như nào. Ngày hôm nay thì mình tạt được quanh quanh thôi anh em ạ. Đây này, đi góc này xem nhanh nghe. Đó, cái này không dính rồi. Cái này không ăn thua rồi. Tạt góc này không chết nhỉ. 4 ngày, đây đúng cái hang gì này rồi. Trong đây có cái hang này anh em này. Nhưng mà không biết hang gì luôn. Đấy, đặt vào trong đây rồi. Mình nhờ thường mình vẽ rắn vài đợt ấy là mình cũng biết cái cách kiểu của rắn nó hoạt động như nào anh em ạ. Rắn thường thường thì nó hay ẩn nấp lắm. Cứ đến đêm rồi nó ráo đói nó mới đi xuất hiện ra bên ngoài thôi. Nhưng mà ngày hôm nay đen quá. Đặt đây không dính luôn. Cóc lại chết khô anh em này. Đặt ở trong đây mà cóc chết khô luôn rồi. Mình thì không bẫy ở mồi chuột đâu. Nhiều các bạn thì hay bẫy ở mồi chuột các thứ ấy. Nhưng mà mình bẫy bằng mồi rắn anh em ạ. À quên, mỗi một cóc. Đấy. Lập đây đống xem có nhá. Kinh nhỉ. Mà đi không cẩn thận đấy phát nó cắn cho phát định liệm luôn đấy. Đây này anh em này. Cái này đeo dính lốt. Trời ơi, 4 ngày đấy chứ. Mình đặt bên vườn này 4 ngày. Đặt 4 cái bẫy rắn luôn. Bây giờ còn 2 cái nữa. Thì đi tổng kết cho em xem nha. Thật sự với anh em, bẫy rắn này thì mình không phải là bắt rắn để làm gì đâu. Thứ nhất là bắt để quay video này. Và cái thứ hai là để tránh cho cái khu vực ở bên mình nhiều rắn anh em. Tại vì đêm thì ở chỗ mình thì người ta cũng hay đi bắt con này con lọ nhiều anh em nhá. Nên là thường thường ấy là đi không may rắn một nó, rắn độc nó cắn cho thì nguy hiểm lắm. Rắn bình thường thì chả sao, rắn độc nó cắn cho thôi là liệm luôn nha anh em. Cây đẹp nhỉ, hôm nào lấy về làm cảnh. Hôm nào đào cây này về làm cảnh. Cây đè này đẹp chưa. Ừ, làm bonsai được ấy. Hôm nào đục cái này ra, lấy này là làm cảnh được. Cái kiểu bẫy rắn này cũng hay. Nhờ các bạn để góp ý là anh Hậu ơi, rồi hôm nào rồi anh đi kích cá cho, anh đi bắt cá, câu cá cho anh em cùng xem. Thì đợi hôm nào anh em nhá. Hôm trước thì mình cũng kể rồi là dính một cái con ở góc này này. Nhưng mà mình sẽ không đặt cho ai nữa. Đấy, mấy cái chỗ này thì thực sự với anh em nhiều lắm. Hôm nay dính ngay con này lúc đêm luôn anh em ạ. Ngày hôm nay đi quay trở lại đây cho em xem nhá. Dính rồi anh em ơi. Mình đặt cái chỗ này anh em quay thì anh em không nhìn đâu. Nhưng mà mình tiến gần vào cho em xem nhá. Dính rồi. Má thành công rồi anh em ạ. Anh em xem này. Dài nhờ. Đây là dọc dưa anh em ạ. Chỗ mình thì tự nhiên lại xuất hiện lại rắn nhiều thật sự nha anh em. Đấy. Dã man chưa. Mất cóc luôn rồi, bụng tròn xoe luôn rồi. Ui là trời. Dọc dưa anh em này. Hú vía chưa. Con này thì cũng khá là to đấy anh em. Trời ơi, 3 cái thì dính một con. Nói chung cũng được nhờ. Kể ra mà làm ít thêm nhiều bẫy rắn ấy thì có thể bẫy được nhiều rắn hơn. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh em xem này, mức độ mình bẫy rắn từ đầu giờ cũng phải được chục con đấy chứ, ít đâu. Đấy, chốc nó về tổng kết thành quả em xem nhá. Bọn rắn này ở trong miền Nam, miền Tây gọi là hồ chó. Thực sự với anh em mà đi bẫy rắn này thì con này bé quá thì có thể mình thả đĩnh được. Chứ con này bán thì cũng không ai mua. Và cái thứ hai là mình bẫy rắn ấy là mục đích là bẫy rắn hổ ma anh em ạ. Cái loại rắn hổ ma anh em nhá. Anh em nào không có kinh nghiệm ấy, anh em động vào nó thôi, nó cắn được phát thì cũng chỉ 30 phút thôi. 30 phút là anh em đứt được tại chỗ anh em ạ. Ôi ui dồi ôi. Nó phì đấy. Nhiều các bạn không biết cái nguyên lý hoạt động của cái bẫy rắn là như thế nào thì bây giờ mình sẽ tâm sự luôn nhá. Tức là đẻ mồi ở đây, đẻ món cóc vào đấy. Là rắn nó nhìn thấy, nó không tìm được đường nào thì nó chui rúc vào trong cái đường này. Đấy anh em thấy chưa? Nó rúc vào trong cái đường này, anh em nhìn này. Úi, nó rúc trong đây là chúng ta có thể bẫy được. Nó cần đút đầu vào thế thôi là nó phi thẳng luôn đấy anh em ạ. Cái loại rắn này như vậy. Ghê lắm, rúc nó sát sát cả mỏ luôn này anh em nhìn này. Ghê nha. Đây là dọc dưa, chỗ mình gọi dọc dưa. Ăn con cóc thôi, chắc là 4 ngày thôi, tròn xoe bụng nha. Và trước bẫy được cả rắn lướt nữa.
chút nước. Ừ. Cầm đấy. Ra góc này được kiểm tra tiếp xem. Đâu? Mất rồi. À đây 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 đây. Nó khuất quá nhìn không ra. Đây đây đây, con này lại dính rồi. Lại dọc dưa rồi. Ui con này. Quê nhá. Con này nhỏ hơn con này. Nhỏ hơn nữa. Ừ, nhỏ hơn. Một cặp dọc dưa anh em ạ. Anh em xem này. Cũng toé hết mỏ rồi rồi. À, vậy là thành công rồi nha anh em. 4 cái thì dính 2. À, tỷ lệ là 50-50 anh em ạ. Có lẽ nó to chứ anh em. Anh em xem này. Vân trắng toát nha anh em. Sợ thật. Kinh à. Dã man không? Lại nướng đi. Thôi. Thì bán. Bán á. Ừ. Con này bán được, con này to bán được này. Con này to bán được. Con kia bé. Hay một con bò lớn, một con bò bán nhá. Nướng hết đi. Các bạn nào mà muốn vườn nhà mình nó không có rắn ấy, thứ nhất là đừng để vườn như kiểu này anh em ạ. Vườn kiểu này thì rất dễ có nhiều rắn anh em nhé. Tại vì chuột giết các đào hang rồi rắn nó đi ở trong đây hoạt động rất là nhiều. Càng hoang vu này rắn rất là nhiều anh em ạ. À, đợi thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục đi bẫy rắn cho em xem. Cái loại rắn này thì thực sự anh em mình đã bảo rồi rất là dữ. Thôi rồi anh em mình té đi. À, đặt 4 hôm rồi, hôm nay là đi kiểm tra cho em xem thôi. Thì dí được 2 con. Tí về bóc tách cho em xem đã. Bóc cả 2 cái luôn. Khó ấy. Nó sợ khó. Ôi ôi. Nhanh thế. Kinh chưa? Nhanh thật. Không để ý cái thôi mất anh em ạ. Nó phi luôn. Bọn này nhanh như rắn giáo luôn. Mỗi tội là cái độ liều đó thì gấp tí là rắn giáo. Rắn giáo nhìn những người ấy chạy. Bắt tay không em xem. Bắt dép nhá. Mà dữ lắm. Không cẩn thận chơi ấy. Phê nhỉ. Nhanh chưa? Rút rồi. Ờ, không để ý cái tầm 3 giây là mất anh em ạ. Nhanh lắm anh em ạ. Nhanh không? Kiếm bạn cái bao đó. Kiếm bạn cái bao phát. Kiếm bao cho vào đã. Nhanh lắm. Chạy thoát ra được mình rồi anh em. Cứ đẩy hậu cáo trừ phút mốt. Con này con bé nha anh em, còn con to nữa cơ. Con này còn bé. Nói chung thì đây là thuộc họ rắn giáo mới lại rắn hổ châu. Nó giữ như nhau anh em ạ. Nhưng mà nó nói chung nó nhanh lắm. Không cẩn thận nó mất ngay. Này, cái vần này thì anh em nhìn giống chăn không? Ừ. Cái chỗ này rất giống con chăn anh em nhá. Nhưng mà cái khấu đuôi này lại giống rắn giáo. Cái kiểu vậy. Bao này á. Bao này nó ngạt thở không? Ừ, lấy cái bao khác, cái bao này nó cứng quá. Để mình bóc tách lốt con này ra đã. Con này dữ lắm anh em ạ. Đợi mình chút nữa nha anh em. Con này dữ hơn. Con này bảo đảm dữ hơn con đấy nhiều. Đẹp nhỉ. Đây lấy cái bao của độ này. Bao độ mới hợp lý. Phần nó con này nhá. Nhảy lắm. Rắn nó không có độc với chơi cờ này. Rắn có độc những hơi rắn. Rắn này không có độc đâu. Cắt thì khỏi được rồi. Giữ. Này chơi phát 2 con luôn. Ra đi. Ra đi con. Bắt được dép luôn. Rẻ gì. Có tuyệt vời luôn. To nhỉ. Ôi nhá. Nhiều người ta nhìn thấy rắn rồi biết là được cái. Mình bố mình cũng chả biết là được cái. Con này con này phải mới lột dạng màu nhạt. Mới lột. Nhiều các bạn nhìn rắn nó ghê ghê đúng. Nhưng mà mình nhìn cho quen thì sao. Đấy. Đuôi này. Giống rắn giáo không? Giống. Giống rắn giáo với rắn hổ châu y xì luôn. Nhưng mà người lại kiểu giống con chăn. À. Người nó hơi gấm gấm hoa hoa đi. Gấm này. Đây gọi là gì? Dọc dưa. Dọc dưa dọc dưa. Phê lắm. Thôi cho đi. Cỡ gỡ gỡ thôi được. Gỡ. Đấy đâu đâu. Sợ. Mấy cái này bắn mắt xuất. Đây. Thôi. Nhát. Nhát tay đít kìa. Cho đi. Má lại quấn này rồi. Thành công rồi. Cả cấp cho anh em. Cả sợ. Đít nhát. Vừa bao rồi nhưng. Bao rồi khác. Bắt ra mà. Bắt ra xem. Đi. Nghe đây. Ơi, đâu này? Em xin anh chơi. Đúng rồi, anh chơi. Đây mua quà vậy hả? Vâng.
giới thiệu với anh em nhá. Ngày hôm nay lại có một đội cầu fan số nhà mình anh em ạ. Mới đi bắt rắn về thì anh em xem này, mua được cái gì này rồi? Mua cái gì? Thế à? Thích nhỉ? Thế là ai cho tiền này? Bố em. Đây là bố cho tiền thôi mà xuống này anh hậu cáo đi ăn gì? Vâng. Rồi, thế bây giờ mới tới thì về nhá. Anh ăn đi. Về. Bố có tiền ăn này. Hả? Xin em ạ. Thôi đùa đùa đấy, thì ở đây ăn mang cho vui nhá. Ok. Hôm nay thì 1, 2, 3, 4, 5 5 đứa bỏ tiền ra mua cho chai nước ngọt và ít bim bim quẩy quẩy đây anh em ạ. Cái loại này thì ở nhà mình nhiều lắm. Đó, thôi rồi, ngày hôm nay thì lại có đại tiệc của fan nó mua xuống cho mình đấy anh em. Thực sự là một thời gian tới mình cũng không biết làm gì nữa, nhưng mà không biết quay cái gì ấy. Cứ anh em xuống rồi là quay một hai video anh em mua đồ ăn xuống, thì bây giờ thì cứ ngày nào thì cũng mang đồ ăn xuống này thì lại quay nhờ. Hai cu này xuống lâu chưa? Em vừa 3 giờ mới xuống rồi. Hôm nay xuống trước hả? Anh em bảo xuống 11 giờ từ 1. Đông thật sự anh em ạ. Thế cho anh cảm ơn mấy đứa nhá. Vừa giờ anh trêu vậy thôi, bây giờ đi vào kia rồi ăn manh nha. Nhìn này vào đâu ấy? Cũng đông ấy. Anh em là góp tiền xong là mua cái này để cho mình ăn anh em này. Đấy, bây giờ bóc tách hết ra nha anh em. Ngô, hay phết nhỉ. Ôi, toàn món tuổi thơ này. Thì ra bây giờ thì bọn nhỏ vẫn hay ăn cái này lắm anh em ạ. Đó. Bò bía nha. Quê nhỉ. Nhiều thật đấy. Hôm nay lại không có thắng nhỉ. Nãy thằng tìm thắng nhưng thắng không ở nhà. Trời là trời. Nhiều cho anh em, trông vẫy một mâm anh em ạ. Thế thôi anh em này mạnh mà, ngon lắm. Hôm nay là anh em bỏ tiền ra xuống này lại mua đồ ăn, xuống quay video các thứ anh em ạ. Thực sự anh em nhá, cái tình cảm của anh em đối với mình rất là quý anh em ạ. Đợt sau ấy, anh em xuống mình thì không cần phải mua gì đâu, xuống chơi uống nước thôi cũng được, không cần phải mua quà, mua trái đâu. Chứ ngày nào ông ăn này mình ngại lắm anh em ạ. Nhưng mà xuống đợt sau thì cứ chơi bình thường nhá. Ok, anh em mình ăn uống đi, còn mua cả nước lọc, nước ngọt nữa anh em này. Trông như bia nhỉ? Rót tắm hoạt đi. Hả? Cho anh uống trước cho khát nước quá. Đông lắm anh em ạ. Thì em cũng khát này. Đấy. Đấy. Xem không? Đấy, cho đứa nhỏ uống trước. Một bát ruột thật. Nhỏ uống trước. Quên cho anh sớm. Rồi đấy. Món rau xanh. Rồi. Ngon thật sự anh em ạ. Ăn đi, ăn đi, ngồi ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Mà tất cả anh em nhá. Thì anh đi là không được ăn anh em nhá. Ừ, anh đi thì anh quay anh không được ăn đâu. Ừ. Với nhau nhé. Biết là anh đang ăn kiêng. Ê, ngon nhỉ. Ngon. Ngon lắm. Cái lá nó cay lắm. Cay hả? Cay đúng không? Rồi mấy bạn em tuổi nhỏ thì ăn được cay. Rồi mà anh ăn qua. Ừ, ăn được. Lúc này mất tôi ớt nữa. Đâu rồi. Ngon này ngon hơn. Ừ. Tại cu này ăn đi. Được không? Thích gì thì cứ ăn những cái thứ mà mình thích nhá. Được không? Như anh này anh thêm tôm hùm lắm. Ừ. Thật. Em ngồi ơi, em trên thế lấy nước ăn tôm hùm rồi. Ừ, ăn tôm hùm rồi hả? Ừ, nhãn giàu lắm, mua xe được của anh luôn. Thế hả? Giống của anh này. Ừ, hôm nào anh có dần, anh mua tôm hùm cho mấy đứa ăn, ok luôn. Ui, con luôn. Anh trộn sắp. Anh mới bảo là hai đứa. Nhớ ký hộp cáo nha. Anh em nhớ bấm vào cái kênh cho mình nhá. Bây giờ... Ok, chỗ anh em ấy. Ừ. Lá chất nha. Ăn đi. Tao muốn nước khác quá. Ê, uống lắm đấy, uống gỡ chai đấy. Hôm nay lại được quay trở lại với tuổi thơ, thực sự rất là thích anh em ạ. Ngày xưa làm gì có này ăn được, ít lắm. Ngày xưa thèm lắm, không có tiền mua đâu. Đúng rồi. Giờ cứ phải làm 4 cái một rồi. Ừ. Wow. Người bé anh khao khát đồ ăn này lắm mà mình quay cho tiền đầu mua đầy đâu. Tóc. Đầu đầy tóc. Đầu đầy tóc đầy. Ui, cổ nhờ. Có ý để đấy, anh em ăn kiểu nó thòm thèm cũng vui phết nhỉ. Đây, làm công lức nha. Đó. Ok. Đẹp trai thật sự. Đây là hai anh em ruột đúng không? Thằng này với thằng này là anh em ruột này, nhìn trông giống nhau như đúc luôn. Đây mới đây lại là anh em ruột à? Ừ. Đây bạn. Bạn em à? Đây thằng bạn em hả? Ăn uống mạnh vào. Đó. Đây mình sẽ ăn cái này nhất này. Cái này ngon, cái ngô đấy ngon. Đó. Mà tất cả anh em nhá. Cái này cũng ngon. Cái nào cũng ngon. Cái nào cũng ngon thật. Anh bảo này, fan hậu cáo thì nó không ăn sang, nó không kiểu là không kiểu như ăn uống ấy, nó không được bằng như những YouTube khác người ta làm ăn uống đâu. Em bảo thật, đối với anh thì đơn giản thôi, mấy đứa xuống chơi là anh quý rồi, nên là sau xuống chơi không phải mua gì đâu nhá, chơi uống nước cũng được.
được chưa? Sao mà xuống, tại vì anh không biết bao giờ mấy đứa xuống ấy. Tại vì thôi rồi, nào dậy xuống chợ cũng được. Và nếu các bạn đã cảm thấy video là hay, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Hậu Cáo nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Hậu Cáo. Chào tất cả các bạn, bye bye.